Hello mọi người đã quay trở lại kênh của mình Nhung TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay về Identify. Thì ở map phố người Hoa mình sẽ dùng một soạn nhạc. Có lẽ nè, lâu quá. Rồi, đi nấp tiếp nè, đầu game là mọi người đi nấp nha. Đừng ai nấp ở trong đây hết. Mà cũng đâu vô được đâu mà nấp. Mình vẫn trang phục đen á, để dễ nấp. Tại mình làm decoder mà phải nấp. Môn đồ rồi, mỹ nhân đang cai. Rồi mọi người á, nhà soạn nhạc là phải giải mã, là phải bấm giống vậy nè, bấm 3 lần thuộc là sẽ bị người ta phát hiện nha. Qua luôn mà bật level 1 đi, bật level 1 cho dễ chứ level 2 khó quá, nhanh quá là không kịp, tại vì lâu rồi mình chưa dùng soạn nhạc. Xong một máy team này có decode là mình nữa mà giải được mới có 2 máy thôi. Thì chiêu này của sàn nhiệt là hồi 50 giây. Cái này giúp mình đi nhanh hơn. À, bản hương sư này là có phụ kiện ép lên lan xíu ha. Cảm ơn. Ủa lộn, không cảm. Lộn ha. Nhớ lần nữa là bay luôn. Trong đây mọi người là chỉ ngồi ghế được có 3 lần thôi. Lần thứ 3 là bay. Ủa tự nhiên live wheel vậy chị. Mình sẽ qua anh đây giải mã. Làm decode khổ lắm. Nãy hương sư giải mã còn hơn mình luôn. Hương sư thì giải mã chậm hơn mình nhưng mà nhanh hơn mình, vì lý do là mình bấm hộp. Rồi sao rất tiếc, không có trong team không có con nào stun hết á, nên không có ai giúp mỹ nhân được. Mình sẽ giảm máy cuối luôn. Cái con hương sư này mày đi cúng người coi. Giảm máy chung hoài quạo ghê á. Biến biến biến. Ô nhóm hầm luôn rồi. Ném lên đầu máy luôn. Bỏ rối, bỏ rối. Tẻ mèo hơi sai. Cú lẹ đi má.
Vậy là nếu mà bây giờ họ săn mà đổi kỹ năng hỗ trợ thì dịch chuyển cũng không hồi kịp đâu. Trước khi chết mình cũng phải là nổ máy. Lẹ lên đi, mở cổng đi. Chạy đâu chậm rì. Lộn, đi đi mở cổng chứ. Đi mở cổng đi. Giờ còn phải cai nữa hả? Giờ không xương mà nếu mà cái ổn thì có thể là ra cổng luôn. Tỉnh thuê đang mở cổng ở gần đó rồi. Rồi, không ổn, đã bất ổn nữa. Nhìn rất là tàn luôn. Ở trận đấu thứ hai mình sẽ ở map công viên Ánh Trăng, thì gặp Hunter là nhạc sĩ diễn viên ca kịch opera. Bởi vì vô là mọi người thấy cái bóng là mọi người biết à. Nên mình giải mã giữa đi cho dễ. Ủa sao bóng hụt hoài ta? Thấy không? Bấm kiểu nó bị delay kiểu gì á. Ủa? Lỗi hả má? À, nãy giờ bị lỗi. Nó kỳ lắm. Ngồi để mình cứu luôn. Cái gái bên đi block cho mình nên mình còn sống. Giờ mình sẽ đi giải mã thôi. Đó, nhạc sĩ opera kìa. Mình sao đi giải mã? Thôi chuyển máy. Đỏ máy liền. Hoặc là mình sẽ núp ở đây. Thôi mình sẽ núp. Thôi chạy, nó tới. Đi qua tới. Cái này sẽ là khó. Bính. Bính. À đi còn bạn hit tốt của con này khá là 3 chấm. Rồi hồi phóng viên sẽ cứu mình. Hitbox của con này khá là ngắn luôn, nó ngắn hơn cả gây xa nữa, nhưng mà hitbox của nó không ngon bằng gây xa lắm. Ghê, dưới khói không ghê. Thế mình chỉnh đồ họa lại cái. Như vậy cho nó đỡ lát ha. Yêu quái tới. Ngon quá, chị mỹ nhân body block cho mình. Giờ không có thời gian để chỉnh lại cái này. Ủa như mình bay rồi đúng không? Mình bay chưa? Chắc rồi nhỉ. Đừng có cứu liền. Đấy. Ừ. Ngon quá. Những bé gái này support rất là hay. Ủa, con này tóc biến. Nó tóc biến thì chịu nha, bye bye.
Bye bye người, hẹn tại một ngọn những video sau. Like, share, đăng ký kênh mình nha. Bye bye.